Rồi, mình học ha. Trước khi vào bài mới thì thầy nhắc lại cái bài hôm trước. Hôm trước mình học cái gì? Chuyển động gì? Frame by frame đúng không? Frame by frame. Ví dụ như là rồi giờ mình muốn làm cái chuyển động frame by frame cho cái chữ này, mình làm sao? Trước tiên các bạn sẽ break cái ra, modify break tức là đập bể đúng không, Ctrl B đó, mình rã cái chữ ra như vậy không, rã cái chữ ra. Các bạn có thể làm từng chữ hoặc là mình làm từng cụm. Rồi bây giờ mình sẽ copy copy cái frame này ra bằng cách nào? F máy, F6. các bạn click phải F6 này. Insert keyframe, ta click phải copy frame, copy frame, copy frame. Ví dụ vậy, mình có thể làm từng chữ cũng được. Các bạn có thể copy hết, insert keyframe. Hoặc là nhanh thì cứ nhấn F6. Ví dụ vậy. Bây giờ thầy chọn cái frame đầu đúng không? Frame đầu là cái gì? Là chữ C đúng không? Bỏ hết đi. Bôi đen. Thầy giữ lại chữ C này, không? Frame kế tiếp thì thầy giữ chữ gì? Giữ lại chữ H. Frame thứ ba thì giữ lại chữ Y. Tức là mỗi một frame nó sẽ chứa một cái hình ở bên trong. Frame thứ tư chữ M. Thứ năm là chữ F. Thứ sáu là chữ A, thứ bảy là chữ O, số 8 là chữ N, thứ 9 là chữ G, thứ 10 là chữ A, chữ Y. Các bạn cứ chọn nó xong rồi mình bôi đen, nhấn phím delete thôi. Rồi, này là đầy đủ đúng không? Bây giờ mình có này, mỗi frame 1 là cái chữ C này, frame 2, frame 3 thì như vậy là chính là frame. Frame by frame, Ctrl Enter mình xem. Ha, đây là frame by frame. Các bạn muốn cho nó dừng, ví dụ nó chạy đây, nó quay lại, quay lại. Thì giờ mình muốn cho nó dừng lâu hơn, thì chúng ta sẽ nối dài cái thời gian này đi. Ví dụ thầy nối dài ra tới đây, thầy chọn cái frame thứ 60, click phải insert frame, phím tắt là F5 ha. Thì cái đoạn này là nó nối dài cái thời gian nó ra thôi đúng không, nó chỉ có dài cái thời gian nó lâu hơn, nó lâu hơn. Ví dụ cần cho enter xem thấy không, nó đứng lúc tức là nó chạy tới đây xong rồi cái đoạn này không có gì hết, các bạn thấy nó xuất hiện, tức là nối dài thời gian chuyển động hoặc là nối dài cái sự xuất hiện của cái chữ này lâu hơn, hiểu ý không? Được chưa? Đó là cái frame by frame. Bây giờ mình vào cái bài mới của mình là tạo chuyển động với motion, motion twin. Giờ thầy bỏ hết này đi. Các bạn muốn xóa nó thì bôi đen nó, sau rồi mình chọn clear frame là xóa frame hoặc là remove frame là xóa frame. Xóa sạch không? Rồi bây giờ thầy sẽ ví dụ mình sẽ cho cái đối tượng này nó chuyển động không, chuyển động. Bây giờ thầy có cái frame click phải này, các bạn chọn Bridge Classic Twin này. Nếu bạn xài phiên bản CS3 trở xuống thì mình có cái Bridge Classic Twin, còn phiên bản CS6 thì nó Bridge Motion Twin. Hai cái này thì nó tương ứng giống nhau thôi, đều là chuyển động ha, motion. Giờ mình chọn này cho nó dễ hiểu này. Đó, các bạn chuyển nó về break motion, sau đó mình sẽ nhắm cái thời gian mà mình muốn, ví dụ thầy muốn là nó đến 30 đi, thầy click phải ở đây, thầy insert cái frame, tức là copy cái frame số 1 này nè ra cái chỗ 30 nè, không
Thì giờ bạn chỉ có hai frame thôi, frame số 1 và frame số 30, đúng không? Còn ở giữa này không có keyframe nào hết. Rồi bây giờ thầy chọn frame 30 này, thầy di chuyển cái frame 30 này này, cái đối tượng của 30 này nó đang nằm ở chỗ 1 này, thầy di chuyển vào đây. Được chưa? Bây giờ frame số 1 thì nằm đây, đúng không? Frame số 30 thì nằm đây. Thì mình sẽ có một cái chuyển động, hay chưa? Chuyển động này người ta gọi là chuyển động suy diễn. Suy diễn tức là từ frame số 2 này tới frame số 29 này tự nó suy diễn ra. Chúng ta không phải tạo keyframe nữa. Thay vì các bạn làm frame by frame thì sao? Thì ví dụ bạn phải copy ra đây một cái, xong di chuyển ra đây một tí, rồi lại copy ra mình di chuyển tí, copy ra đây di chuyển tí, rồi nó sẽ chạy từ 1 đến 30 cái hình như vậy, đúng không? Mà đối với cái chuyển động suy diễn này mình chỉ cần hai hình thôi thì nó sẽ tự tính toán cái giữa này cho mình, hiểu ý không? Tức là mình sẽ không phải làm nhiều frame giống như frame by frame. Bạn sẽ có cái chuyển động à. Rồi tương tự bây giờ từ 30 chỗ này thầy muốn nó di chuyển đây chẳng hạn, di chuyển đây. Thầy cũng click phải chọn insert keyframe, rồi thì di chuyển cái đối tượng thứ 4, frame 45 này, này xuống góc này. Thấy không? Thì bây giờ mình xem lại, nhấn enter chạy đây. Thấy không? Chạy đây. Giờ muốn chạy đây chẳng hạn, tiếp tục dỗ ra tới đây đi, copy ra di chuyển đây, rồi mình cho chạy chạy qua, chạy xuống, chạy lên. Và các bạn thấy một cái điều gì xảy ra? Cái điều gì xảy ra ở đây có nghĩa là gì? Cái đoạn đường ngắn này các bạn thấy chuyển động nhanh không, nhưng mà đoạn đường dài nó chạy rất là chậm ha. Chạy rất là chậm. Thì một cái đặc điểm của cái làm motion này là cái gì? Đoạn đường ngắn thì nó đi nhanh, đoạn đường xa thì nó đi chậm. Chậm, các bạn muốn xa thì ta sẽ đi chậm hơn. Thì khi các bạn sử dụng cái grid motion twin thì lúc này các bạn thấy nó có một cái mũi tên đen này, thấy không? Và một cái màu xanh. Thì mình biết ở đây là đã được áp cái lệnh chuyển động motion twin. Giờ bạn muốn xóa nó đi, muốn xóa thì bạn click phải nè, remove, đó là mình xóa đi, click phải remove trim, đó là mình xóa lệnh này đi, hết rồi, đúng không? Hết. Ở đây các bạn remove trim, xóa đi, hết. Rồi. Remove luôn. Bây giờ nãy mình xài này rồi đúng không? Grid Motion Twin. Bây giờ mình thử xài cái Grid Motion Twin này có khác gì với cái này không? Bây giờ thầy chọn nhé, thầy click phải vào cái frame, thầy chọn Grid Motion Twin. Rồi, thì các bạn thấy nó tự chạy tới đây. Bây giờ mình di chuyển thì nó sẽ có một cái đường, thấy không? Khi mình di chuyển đối tượng này nó có cái đường ở trên này, nó không có mũi tên này. Nó cũng chỉ có một frame đầu và một frame cuối thôi. Thì bạn cũng có được cái chuyển động, đúng không? Thì cái CS6 thì nó cải biến, nó thay thế bằng cái này. Cái nãy đi. Đâu rồi? Đó. Thì cái CS6 thì mình có thể điều chỉnh được cái đường này. Mình có thể di chuyển được mấy này. Thấy không? CS6 đó. Và đây nó có cái đường cho mình điều chỉnh luôn. Thấy không? Mình có thể chạy xuống, à, chạy lên, à, nó có cái hand cho mình di chuyển luôn. Cái đường ở dưới là mình kéo xuống ở trên mình không cần lấy. Đúng rồi, không cần keyframe. Đối với thằng C6 thì đối với cái lệnh mà mình đang dùng đây nè, cái lệnh này nè, thì mình chỉ cần tạo một cái đường ra là mình di chuyển là tự động nó sẽ tạo keyframe. Mình để ý nha, bây giờ thầy làm lại nha. Bây giờ như vậy ha, mình đang có một keyframe đây đúng không? Bây giờ thầy click phải này, để chọn bỏ đi này, click phải này, để chọn Grid Motion Twin. Các bạn để ý cái timeline, cái kích thước đỏ của mình này, nó nằm ở cái vị trí nào thì nó sẽ tạo keyframe ở ngay vị trí đó. Ví dụ thầy đặt ở đây, bây giờ thầy tạo này, thầy di chuyển này, thì nó sẽ tạo
đó, nó sẽ tạo ngay cái vị trí đỏ này đó, và mình sẽ có cái chuyển động và nó có cái đường này cho mình điều chỉnh luôn, cho được điều chỉnh luôn. Rồi lại quay lại cái, nói chung là để giải thích các bạn hai cái này cho mình dễ Anh để hiểu. ví dụ như là cái, ví dụ như cái này, thầy có một frame rồi, giờ thầy insert key frame, tức là copy cái frame này ra frame chỗ này đúng không? Rồi phía giữa này chưa có gì hết, không? Thầy click phải này, thầy chọn click classic twin, click classic twin, hoặc là giờ mình di chuyển thằng này đã, di chuyển nó qua đây trước này. Đó, ta có hai đầu hai frame này, click phải này, click classic twin này. Đó, thì lúc này nó có cái mũi tên, nó chuyển động qua và mình muốn cho nó gì, nó cong, nó chạy cong như nãy không được, đúng không? Không được, không không được. Mà nếu mà giờ thầy di chuyển thằng này ở ngay đây thì nó sẽ tạo một keyframe này, nó sẽ tạo keyframe đây, thì nó chỉ di chuyển thẳng thôi, nó chạy xuống dưới này, rồi nó chạy lên này. Chứ nó không có cong giống như là cái kia được, đúng không? Mà mai mốt mà bạn muốn làm nó cong như vậy thì mình sẽ học tới cái gì, motion guide, tức là chuyển động theo đường dẫn, theo đường path, thì khi đó nó mới chuyển động cong như vậy được. Thì giải thích giữa hai cái lệnh mình hay dùng, tức là một cái lệnh là click motion twin và click click classic twin ha. Hai cái này cơ bản là giống nhau, cách sử dụng thì hơi khác nhau, một cái mới cái cũ, được chưa? Đó là mình sẽ chuyển động, click motion twin là chuyển động suy diễn, tức là chúng ta sẽ có hai cái frame, frame đầu và frame cuối, còn ở cái đoạn giữa này tự nó suy diễn ra, đoạn giữa này tự nó suy diễn ra, chúng ta không có cần làm gì hết, chúng ta không cần làm gì hết. À, không không cần làm gì hết ha, không cần gì hết. Rồi các bạn thực hiện lại này đi, rồi chúng ta sẽ vào cái bài tập cụ thể nhé. Xóa hết này.